Một số máy bữa nay chủ yếu là phần bê tông nè, với máy mài, có ba cây máy mài, máy mài có thắng luôn anh em. Thì hôm nay thì được một cây này nó là năm cây bò lắp bắc cơ nè anh em, chỉ có một cây điện hàm máy mài này. Rồi vô clip rồi đi. Clip đầu tiên em test máy cái này luôn. Cái số 1. Cái số 1 điện khá dài nha. Điện lớn mà dài luôn anh em. Thì cây này là cây của Hitachi nha anh em. Điện 100V. Công suất 700W nha anh em. Vỏ này vỏ nhôm em sơn lại nha anh em. Nhưng mà máy còn chạy khá là ok, tay cầm đầy đủ, đồ kẹp 13 ly ga vô nhẹ nhàng nha anh em. Rồi tắt máy. Cái này có đảo chiều nha anh em. Đảo chiều. Đảo chiều rồi nè anh em. Cây số 1 400k nha anh em. 400. Rồi tới cây số 2 là cây, cũng là cây phan phan sắt phan gỗ nha anh em. Nhưng mà cây này có búa nha anh em, có phần búa nha. Của thằng bờ lắc đắc cơ nè anh em. Lắc đắc cơ. Điện 100V, công suất là 460W nha anh em. 460W. Này của Ý nha anh em, blacker của Italia nha. Made in Italia. Này cái điện đó anh em. Điện chỉ có gì thôi nha. Cái số 2 350k nha anh em. Block rocker của Italia nha anh em. Và còn khá là ok nha. Chắc cái sơn 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 như thế này. Rồi. Số 2 350k bao ship nha anh em. Em xin nhắc lại hàng bên em là bao ship hết nha. Tới cây số 3. Cái số 3 dây điện cũng khá là ok nè anh em. Cây của Hitachi nha anh em. Cây mắc hết rồi nha nè. Cây phan hai chức năng, phan thường và phan búa, có tay cầm đầy đủ nha nè. Cây này là mũi gài nha nè. Cây này là mũi gài.
đây em. Đây ra nè. Cái này điện 220V nha anh em, điện điện 220 em lên cái này là 220 nha anh em. Số 3. Này là phân bố nha anh em. Thông thường. Điện 220V 600k bao xếp nha anh em. Ok, số 4. Số 4 gì điện nữa nè, một mùa nè nè. Số 4 là của Hitachi đời Hải nha anh em, đời mới nha anh em. Sân thử hơi chấp xấu nha anh em, để 100V nha. Cái này tem hết thấy rồi, công suất hết thấy rồi anh em ơi, để 100V, công suất là 7.7A nè anh em, 7.7A tương đối là 750W nè anh em. Cái này điện 100V nha. Có đảo chiều anh em, điều tốc đảo chiều nha, phan thường và phan bố nha, có tay cầm đầy đủ nha. Đảo chiều lên nè. Cái này có hơi đá lửa nha anh em, đá lửa nhẹ nha anh em. Chạy cũng còn giống nữa anh em, nhưng mà hơi đá lửa nha anh em. Cái này hơi đá lửa em bán là 400k nha anh em, bao ship nha. 400 bao ship hơi đá lửa. Rồi tới cây số 5 nè anh em. Số 5 dây điện cũng khá ok nè. Số 5 có đèn led nha anh em. Có đèn led. Có đảo chiều nha anh em. Điều tốc đảo chiều đầy đủ nha, hai chức năng phân thường và phân búa nha. Cây có ma kita nha. Cây này mất tem hết rồi nhưng mà công suất là 780W á. Em bán hết mấy cây giống gì à. Con số là HG2460F nha. Rồi test luôn. Điện 100V nha anh em. Phân thường. Đây nha anh em. Nha. Ok nha. Rồi test tiếp nha.
phan khách kinh nha anh em. Ngoại hình hơi xấu một chút nhưng không sao, cái này xài rất là êm nha anh em. Cây số 5 750k bao ship nha anh em. Cây số 6 cũng là cây phan hai chức năng Makita nha anh em, dây điện khá ok, khá dài nha anh em. Cây này có đảo chiều luôn anh em, đảo chiều điều tốc hai chức năng, phân đường nhận phân búa nha, có tay cầm luôn nha anh em. Điện 100V công suất 8.2A nè anh em, là 780W nha anh em. Makita nha. Điện 100V. Điện tốc anh em. Đảo chiều anh em. Đây anh em. Cây số 6 750k bao ship được anh em. Để giúp em nè, điện 100W nha. Cây nào 220 thì em sẽ viết lên và em báo đó cho anh em biết nha. Cây số 7 là cây boss nha anh em. Dây điện khá đẹp. Dây dài nha anh em, dây điện nha. Dây 100V nha, công suất là 420W nha anh em. Nó là BBH100H nha anh em. Này made in gạch money nha anh em, của Đức nha anh em, Đức sản xuất luôn nha anh em. Made in Admoney nè, Đức sản xuất. Có đảo chiều nha anh em, điều tốc đảo chiều đầy đủ nha, hai chức năng nha, phân thường và phân búa nha. Cái này mẫu mã khá ok nha anh em, tem mát đầy đủ nha nè. Điều tốc nè anh em. Cái số 7 630k bao ship nha anh em. Với cái số 8
có dây điện, cũng là cái boss dây điện nè anh em, điện khá dài nha. Cây số 8 là GVH2 sạc 20S nha anh em, của Đức luôn anh em, có ẹp money luôn anh em nè, gạt money nha, Đức sản xuất nha. Cây này nó có hút bụi nha anh em, thân dài nha, 500W nha anh em, 500W điện 100W, 500W 500W thân dài hút bụi thằng đường và phân búa nha. Cái này có điều tốc luôn nha anh em, cái thằng thằng cục là không có điều tốc, nhưng mà thằng thằng dài này có điều tốc nha. Có điều tốc nhưng không có đảo chiều nha. Xài rất là bền nha anh em, rất là bền, mẫu mã cũng còn khá ok. Rồi cái số 8 650k bao ship nha anh em. Ba cái máy lại nha anh em. Dây điện nào anh em, máy mài của ma guitar nha, dính bụi nha, còn khá là mới nha, màn hình còn khá là ok mới nha. Lưỡi một lưỡi 82 nha, mã số là tổng số là 1900B nha, 5480W nha, điện 100V nha, ma guitar nha, bảo lưỡi 82. Lên xuống đều là nhẹ nhàng anh em. Số 9 550k bao ship nha. Cái số 10 cũng vậy luôn anh em, cũng mà cái ta lưỡi 82 luôn anh em. Công suất cũng 480W nha. 1900B nha. Cũng giống cái trước ạ. Bàn lên xuống nhẹ nhàng nha. Rồi cây số 10. Số 10 550k bao ship nha. Rồi cây số 11. Cây số 11 cây này đặc biệt hơn anh em, cây này có thắng nha anh em. Cây này có thắng nha, của Makita nha, lưỡi 82. Số là 1900BA nha, BA nha. Công suất là 480W, lưỡi 82. Điện 100W nha. Bạn khá là ok nha nè. Dây
xích của nó còn còn số luôn nha, nha. Còn rất là mới nha, còn còn số luôn nha, lưỡi không mẻ nha, ống ba cái nhựa gỗ á, cho nên nó nám nám thôi chứ không mẻ nha. Rồi nâng bao lên xuống nhẹ nhàng nha, cái số 11 600k bao ship nha anh em. Đây điện 100W nha. DH24BC. Này ba chức năng nha anh em. Khoan thường nha anh em, khoan búa và đục bê tông nha. Khoan thường, khoan đục và đục bê tông nha. Đảo chiều nha, điều tốc đầy đủ nha. Ok nghe nào. Này vô nó mới vô mà nó hơi gít nha. Đục này nghe anh. Đục nữa không say nghe. Chạy không có lửa của gì cho nghe anh em. Cái này còn rất là êm nghe anh em. Bên nào công suất đến 100W. Công suất là 620W nha anh em. Công suất 620W. Ok. Tiếp tục nha anh em. Số 12 750k nha anh em, bao ship nha. Đó là số 13. Số 3 là một cây thăm bót nha. Tiếp tục nha. Khá là mới nha anh em, dây điện nè, một nồi luôn. Cái này không có đâu chiều nha anh em, có điều tốc không có đâu chiều nha. Phân ba chức năng luôn nha, phân thường nè, phân bố nè, đục bê tông nè, phân thường, phân bố đục bê tông nha. Có điều tốc không có đâu chiều nha. Cái này tem mắc hết rồi anh em ơi, chỉ còn tem như này. Made in Germany luôn nha anh em, của Đức sản xuất nha. 680W lần nha anh em. Cái này rất là mạnh nha. 680W. Đường ok nha anh em. Đường tốc mà nha. Đường tốc chạy rất là mượt, rất là nhẹ nha. Này có chức năng thở trong mềm luôn nha anh em.
thảo thảo đông mềm anh. Cây số 13 một kiệu nha anh em, một kiệu bao ship nha. Rồi. Cây số 13 cũng là cây cuối cùng của clip này nha anh em. Chúc anh em một ngày nghỉ thật là vui vẻ nha và hạnh phúc bên người thân nha. Rồi xin chào anh em chương trình cho em xin một like và một chia sẻ nha anh em, một đăng ký nha. Để có động lực để lên những video kế tiếp cho anh em xem nha.